Vâng, xin kính chào quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo ở ngày thi hôm nay, đó là thí sinh Văn Nguyễn. Xin chào chú ạ. Chú khỏe không chú? Dạ, chú khỏe. Cảm ơn Thúy Hằng. Dạ. Chú ngày hôm nay thì đến với cuộc thi này, chú có thể chia sẻ là tại sao chú biết đến cuộc thi này hay không? Trước hết là chú rất là yêu thích văn nghệ đó. Thành ra mà âm nhạc và nghệ thuật thì lúc nào cũng quý hóa. Và theo tất cả mọi dân tộc thì nhất là ca hát đó, là một trong những bộ môn mà phải nói là một cái di sản của nhất là dân tộc mình. Thành ra là hai nữa là hôm nay trong cái dịp này chú cũng cảm ơn đài truyền hình Apple TV 55.4 là bởi vì đây là một cái kỷ niệm đẹp của một thời thiếu niên của mình. Cái lúc đó khoảng 44 năm trước thì happen to be là chú là người đàn cho cô và người yêu của mình là hát cái nhạc phẩm này và để thi tuyển trong cái tổng ủy dân vận thời xưa đấy cháu. Vâng, thì cũng may mắn là cô được trúng tuyển. Thì hôm nay có cái cơ hội này để chú cũng xin thích cái opportunity mà để mà hát lại cái bài hát mà của mà 40 mấy năm trước mà bây giờ về kỷ niệm. Vâng, đúng là người yêu của mình bây giờ trở thành là bà xã. Và cái thành thử ra là chú cũng là rất là phải nói là cảm kích đó. Nó cũng bị là xúc động phần. Đúng rồi, con thấy chú có vẻ rất là xúc động, rất là vui. Chú ơi, hồi nãy con có nghe chú nói là chú có chơi nhạc đó, không biết là chú chơi nhạc cụ nào hả chú? Nói ngay thì chú cũng là thì từ ngày xưa thì được đi học cũng ít rồi đi làm rồi thành thử ra cũng chơi thì chú cũng chơi đàn guitar và một ít trống. Đánh trống luôn. Vâng. Thưa quý vị, không một thí sinh. Nhưng mà có biết nhạc là ok rồi phải không chú? Biết tí. Thưa quý vị, đây là một thí sinh rất là đặc biệt. Thí sinh nãy giờ thì chú là người con thấy là lớn tuổi nhất ở các thí sinh của chúng ta. Nhưng mà có một cái niềm đam mê âm nhạc rất là lớn và đặc biệt hơn nữa thì chú lại biết nhạc và biết chơi cả guitar và trống nữa. Thì chú ơi, hồi nãy chú nói là ca khúc mà chú dự thi cho cái phòng thi này là ca khúc gì ạ? Cái bài hát này mà hồi xưa là bà chú đàn cho vợ chú hát đó. Thì bài hát mang tên là Phút Cuối và của mà nhạc sĩ Lam Phương. Như vậy thì chú đàn cho cô hát, có nghĩa là cô cũng biết hát luôn. Và không biết là cái cuộc thi này cô có tham gia dự thi không? Dạ không. Là vì mà chú đàn cho cô hát thôi. Dạ ok chú. Rồi thì ngày hôm nay chắc có lẽ là cô cũng đến đây để cổ vũ cho chú đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cô đâu ạ? Dạ chào cô. Dạ chú ơi, vậy thì ở đây thì Thúy Hằng xin được chúc cho chú sẽ có nhiều bình tĩnh tự tin, cũng như là bình tĩnh tự tin thì con nghĩ là chú đã có rồi đó, nhưng mà sẽ sự may mắn để giành được ba thẻ xanh của ban giám khảo để bước tiếp vào vòng trong. Cảm ơn Thúy Hằng. Dạ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ bước vào bên trong để cùng theo dõi phần dự thi của thí sinh Văn Nguyễn. Trước hết, Nguyễn Văn mang số ký danh 18. Xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giọng Ca Vàng Houston 2017 do đài truyền hình Apple TV 55.4 tổ chức. Kính thưa quý vị, để xin được dự thi, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài hát trữ tình của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm được mang tựa đề Phút Cuối. Xin mời quý vị lắng nghe. Mời vậy. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại hì thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lồng chiều mưa nhớ anh, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho anh hay lệ này cho em,
khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hãy muốn đời nuối tiếc. Đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi, em ơi bao giờ nhớ thương này. Xin cảm ơn quý vị. Xin chúc mừng thí sinh Vân Nguyễn vừa hoàn thành xong phần thi của mình với ca khúc Phút Cuối, một phần thi rất là hay. Và không biết là ban giám khảo có nhận xét gì cho phần thi này ạ? Xin mời chị Kim Phượng. Chào Vân Nguyễn. Xin chào chị. Hình như là em đã thực hành đúng cái lời mà ban giám khảo khuyên nãy giờ, là em đã nhìn thẳng xuống, hình như chị là đối tượng cho em diễn phải không? Thật ra diễn. Dạ đúng là phút cuối luôn đó anh ơi. Diễn cũng rất là cũng có sự xúc động trong đó, cũng có ngân. Theo chị thì chị thấy khi mà lên cao thì em vẫn lên tốt, và xuống thấp thì cũng không bị mất chữ. Với chị thì chị thấy ok, còn không biết hai nhạc sĩ thì như thế nào? Dạ cảm ơn chị. Dạ xin mời nhạc sĩ Viễn Phương ạ. Chào anh Ven, anh là Văn hay là Ven Ven? Dạ thưa nhạc sĩ, là em là Văn, Văn Chương. Văn Chương hả? Dạ thưa vâng. Về Á em. Về Á em ạ. Dạ thưa vâng. Vâng chào anh Văn. Dạ thưa chào. Anh trời cũng ban cho cái giọng ấm lắm, nhưng mà tôi có cảm giác rằng cái hơi của anh, không biết là tại vì hôm nay anh không được bình tĩnh lắm hay sao mà nó cứ bị hụt, nó không được đầy. Mà những loại nhạc này đó cũng lại rất cần những người hơi đầy và dài lắm thì mới diễn tả hay được cái bài này, cái thể loại này. Thì không biết rằng nếu thực sự tại vì khớp thì anh có thể anh thay đổi được, nhưng mà nếu mà tại vì nó vốn là như vậy thì anh thì nên đổi những thể loại khác như làm sao để nó không phải ngân dài lắm. Bởi trong tất cả những phần ngân của anh ấy, nó không được mượt mà. Đó, ok. Anh thì tương đối ít những cái khuyết điểm. Cái thứ hai nữa là trong cách hát cũng như cái cách diễn tả của anh, nó không được thoải mái và tự nhiên lắm. Vì sao tập hát tự nhiên, hát giống như nói vậy đó. Làm sao mình nói kể chuyện nghe làm sao mình hát như vậy. Còn đừng có cố mình gò nó, uốn nắn nó nhiều quá, nó mất tự nhiên. Mà những cái bài nhạc kể chuyện như thế này mà không được tự nhiên thì nó không ăn khách lắm. Đó là ý kiến của tôi. Dạ, xin mời những nhận xét của nhạc sĩ Viễn Phương ạ. Còn nhạc sĩ Hoàng Cầm, thấy chú ở dưới ngồi có vẻ là gật gù với lại thưởng thức cái ca khúc này, hình như là ca khúc chú thích hay sao? Bài này là của ông bạn tôi. Thì ra là vậy. Là một trong những cái bài hay của Lâm Phương. Cái bài này Lâm Phương á viết một câu đó, một chi câu đó, một trường canh đó là 7 chữ. Ta 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 ti ta. Nhưng mà mới có 3 chữ anh đã ngắt hơi rồi. Thành ra nó không có trọn vẹn. Nhớ luôn ta ta ra 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 ri ra. Đó, ta ra ri ra 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 ra. Đừng có ngắt chính giữa vì trong này 7 cái nốt mà móc mà cross. Thành ra không có cái dấu nào chấm, thành ra hát đúng. Có những người ta có giọng dài, ta tí ra ra ra, cái đó thì họ kéo dài, cái đó họ chế ra cái bồn đọt chỗ đó để rồi họ mới bắt tiếp. Còn anh là anh không có chế, anh hát luôn thì đừng có ngắt. Đó, để ý. Thì đó, với lại để ý thế này, vừa tập lại cái ngân, cái ngân lúc thì được, lúc thì không. Đó, thành ra để ý những cái đó, thêm cái đó. Giọng thì tốt đó, giọng mạnh tốt. Cảm ơn. Ok. Xin cảm ơn tất cả những lời nhận xét của ban giám khảo. Và sau đây sẽ là phần cho điểm cho thí sinh Văn Nguyễn. Về kỹ thuật thì quả tình tôi cứ phải so đo về cái chuyện này. Nhưng mà tôi thấy cái giọng này tốt quá. Giọng này có nhiều triển vọng lắm.
Cho nên á, thứ nhất hai cái mà nếu mà anh được đi tiếp á, thì tôi đề nghị anh phải khắc phục cho bằng được. Thứ nhất là ráng làm sao bớt khớp đi. Tôi nghĩ rằng cái hụt hơi và anh Ngân không được mượt mà là tại vì anh khớp, chứ không phải là tại vì cái hơi anh không có. Đó là một. Và cái thứ hai nữa đó, là anh tập sao nó thoải mái hơn một chút xíu đi ha. Thoải mái đi. Đừng căng thẳng quá. Đừng có căng thẳng quá. Ok. Ok, thì vì cái sự khuyến khích đó, tôi cho anh đi tiếp. Wow, một thẻ xanh rồi ạ. Chị Kim Phượng. Vâng, cố gắng hơn nha. Hai thẻ xanh. Cảm ơn chị. Nhạc sĩ Hoàng Cầm. Bây giờ tôi có cho đỏ cũng vậy rồi. Nhưng mà tôi sẽ cho xanh. Bởi vì thế này, mà nếu mà cái giọng này tốt lắm, khắc phục những cái mà ban giám khảo đề nghị đó, giờ khắc phục được là tốt lắm. Dạ, vâng. Với cá nhân tôi, như lúc nãy tôi nói đó là về ấy lại cái ngân cuối câu đó, mấy cái nó tròn đó, ngân cho nó tròn lại chút xíu đại khái. Có tình cảm cái đoạn chính giữa đó là điệp khúc hát có tình cảm, tôi thấy tốt lắm. Dạ, thật ra là xin phép mà ban giám khảo chút xíu, là thật ra là hai bữa trước là mất luôn tiếng ấy. Vậy là bị bệnh mất tiếng rồi. Đúng đó, bây giờ sau khi hát rồi mới nói thì tốt. Quý vị ban giám khảo rất nhiều. Dạ, thực ra là đúng là 7 nốt hát liền. Bảy nốt hát liền. Đó. Nhưng mà bị mất tiếng đấy. Dạ. Nãy giờ cho ai thử. Tại vì anh biết theo cái lối thông dụng mà hai lần anh nói trên kênh anh nói thì cũng nói cho anh luôn, giống như giám khảo Hoàng Cầm nói lúc đầu đó. Ví dụ anh hôm nay mất tiếng thì mình có thể diễn tả bằng cách khác, giống như ta ra 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 ngưng lại có sao đâu, ngưng lấy hơi. Nhưng thì em cũng nghĩ vậy, ngưng thì được chứ, không ngưng luôn. Chỉ còn gần nhau lại ngưng một chút một giây nữa thôi. Đó, anh phải ngưng đó, thành thử ra đi. Tóm lại là cái gì, kỹ thuật, anh phải ngưng cái nốt đó. Khi mình ngắt thì mình phải ngưng chứ đừng có. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, chỉ còn gần em. Mình kéo để cho ta nghĩ rằng mình diễn tả. Thường thường cái câu đầu đó là câu ăn tiền, khán giả vỗ tay. Cho nên đây này, dĩ nhiên là vừa rồi nói đi được rồi, đi tiếp về sau thì quan trọng có điều gì? Chuẩn bị bài hát cho thật kỹ và thấy rằng cái sức khỏe của mình nó không tốt rồi, mình nghĩ cách nào để mình hát mình có thể giải quyết được những cái khó khăn đó. Ok, nó là cách. Như là một phần nữa là anh chọn nghe bài của bạn nhạc sĩ Hoàng Cầm nên hình là nhạc sĩ nghe rất là kỹ. Những cái bài anh viết theo lối câu thông dụng dễ hát lắm. Dù sao thì thôi, cũng xin chúc mừng anh đã nhận được ba thẻ xanh của chương trình và xin hẹn gặp anh ở vòng thi kế tiếp. Dạ, xin cảm ơn. Chúc mừng anh. Yeah, chúc mừng chú. Dạ, mời chú bước ra đây à. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm giác bây giờ như thế nào hả chú? Trời, rất là relief, lucky quá. Tại vì đúng ra là hai bữa trước là mất tiếng luôn. Dạ. Dạ, tự nhiên mà cũng lucky là ban giám khảo cho cái cơ hội sau, thì hy vọng mình là sẽ học hỏi để mình hướng dẫn thêm đó, rồi cho nó khỏe giọng lại thì chắc là đỡ thôi. Chú thấy cái phần mà góp ý của ban giám khảo như thế nào? Phải nói là tuyệt vời, thật sự đúng như vậy. Chính mình là trước khi mà mình vào thi đấy mà tại không có choi thôi, chứ là đúng ra là chắc là không có hát ngày hôm nay được, tại vì chú hai bữa trước là cặp nít mất giọng luôn. Nhưng mà và mà ban giám khảo cũng cho nhìn thấy và cho cái cơ hội và mình sẽ về chỉnh sửa lại đó cháu. Thành ra là chắc là lần sau phải làm sao. Trong ba vị ban giám khảo thì theo chú thì chú nghĩ là ai là người khó tính nhất ạ? Thật ra thì và ban giám khảo nào cũng là dễ thương hết, là tại vì đúng cái là mình phải cho những cái ý kiến dù là negative hay là positive, nhưng mà cái đó mới là cái mà quý, để mình mới có cơ hội chứ cháu, để mình mới đổi, mình sửa, mình mới lên được. Và người ta nói là 60 phải học 61, 70 học 71, chú phải còn học dài. Thành ra là rất là quý hóa. Càng khó tính thì các thí sinh của chúng ta sẽ càng tốt hơn trong những vòng thi sau, phải không ạ? Đúng rồi. Một lần nữa thì Thúy Hằng xin được chúc mừng chú Văn Nguyễn có ba thẻ xanh và bước tiếp vào vòng tiếp theo nữa. Xin chúc mừng chú và gặp lại chú ở vòng thi tiếp theo. Nói chung là giọng tốt đúng không? Chị hát cứng lắm, nó cứng lắm chứ không phải là ít. Giống như người bị thất tình, nặng nề, cho nên chán đời, không muốn nói gì hết trơn á. Tôi
tôi nghĩ rằng cái giải sắp tới đây có rất nhiều hào hứng.